Xin chào tất cả các bạn, mình là Hồng Hạnh tới từ Miss Sao Giao Tiếp đây. Và chắc hẳn là chúng ta đều biết tiếng Anh quan trọng và sẵn sàng đầu tư cho việc học. Tuy nhiên, đầu tư như thế nào để có thể tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí nữa thì video này sẽ giúp các bạn nha. Nếu như các bạn chưa biết là mình nên học chứng chỉ hay là giao tiếp trước thì hãy xem video này nha. Ok, let's go. Ở đây mình có đọc một thông tin mà người ta so sánh giữa được học chứng chỉ và giao tiếp, thì mình sẽ lấy cụ thể một cái là TOEIC nhá. Cái rất là phổ biến ở tất cả các doanh nghiệp hiện tại. Ok, thì về TOEIC thì họ sẽ đánh giá được trình độ của mình qua bảng quy đổi điểm, tức là bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai, và mình cộng lại mình được 450 đến 650 chẳng hạn, thì sẽ đánh giá được khả năng của mình. Còn giao tiếp thì rất khó để đánh giá được, bởi vì họ không có một cái thang điểm nào. Chúng ta chỉ biết bám vào những cái tình huống mà chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ gặp phải trong đời sống hàng ngày, cũng như là trong môi trường công việc, để chúng ta có thể giao tiếp với người nước ngoài, đúng không nào? Tuy nhiên, chứng chỉ lại không hoàn hảo ở chỗ là do chỉ tập trung vào từ vựng và ngữ pháp để có thể dẫn tới cái việc mà chúng ta thi điểm đạt với cái mục tiêu của mình. Ví dụ 450 đến 650 thì các bạn sẽ chỉ cần học những từ vựng nào và chủ điểm ngữ pháp nào và nghe những cái phần nào đó, và dẫn tới chúng ta sẽ học mẹo và học cách làm bài và kiểm soát thời gian để nhanh chóng đạt được cái điểm đấy mà thôi. Cuối cùng, khi mà chúng ta làm việc, chúng ta nạp cái bằng chứng chỉ rồi, nhưng mà khi mà gặp đối tác thì chúng ta lại không nói được. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau xác định mục tiêu, đó là ra trường và đầu vào doanh nghiệp thì sẽ là chứng chỉ, còn tư vấn trao đổi đối tác, khách hàng thì sẽ là giao tiếp. Mục đích sau cùng là giao tiếp, và cả hai đều quan trọng, nên học cái gì để tối ưu thời gian và tối ưu tiền bạc. Ngày trước khi mà mình sinh viên năm nhất của trường đại học ngoại thương thì mình rất là tự ti bởi vì tiếng Anh của mình không tốt. Và mặc dù là có câu lạc bộ tiếng Anh, nhưng mà mình viết đơn sau đấy thì mình không dám gửi vào. Và các bạn biết không, lúc đấy thì mình đã rất là buồn, và mình đăng ký khoảng tầm mấy trung tâm đó để mình học. Và sau đấy mình còn lên bờ hồ để mình tìm người nước ngoài mình nói chuyện nữa. Và sau đấy thì mình cũng dùng cái nền đó nhá, thì mình có kiếm được công việc tiếng Anh và cũng có thu nhập trong quá trình mà mình đi làm sinh viên luôn. Vừa cải thiện được kỹ năng ngôn ngữ, lại vừa có thể kiếm được thu nhập trong thời sinh viên nữa. Các bạn năm nhất và năm hai ơi, cái mà mình có nhiều nhất đó chính là thời gian. Và các bạn hãy sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hợp lý. Bởi vì là năm 3 và năm 4 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều việc phải làm, nào là bài tập lớn, thuyết trình, tiểu luận và đi thực tập ở công ty để có thể lấy dấu đỏ và nạp cho trường nữa. Nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều việc phải làm. Đừng nghĩ tới một ngày các bạn rảnh hơn và các bạn sẽ học nhá. Càng ngày chúng ta sẽ càng bận hơn với những dự định và những công việc của mình. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một con số, đó là 6 tháng. Và chúng ta sẽ cân đo đong đếm là các bạn nên học cái nào trước nhá. Ví dụ các bạn học chứng chỉ trước và các bạn dành ra 6 tháng, thì mình chắc chắn là với cái sự cố gắng của các bạn và phương pháp dạy của giáo viên thì các bạn có thể sẽ đạt được 450 đến 650. Ok, vậy thì khi mà các bạn đạt được rồi thì có thể rằng là mình ngủ quên trong chiến thắng và mình sẽ bẵng đi. Mình nghĩ là mình đủ rồi mà, nên có nhiều bạn sẽ không sắp xếp thời gian để mình học nữa. Vậy thì 2 năm sau cái chứng chỉ đấy sẽ không còn hiệu lực nữa các bạn ạ. Và mình sẽ phải thi lại. Và lúc đấy có thể nền tảng của mình đã bị mai một đi một chút. Ok. Có một điều chứng chỉ khó làm được, đó là chúng ta sẽ khó tích hợp được cái thời gian chúng ta luyện nói ở trong khoảng thời gian 6 tháng đó. Tức là chúng ta có chứng chỉ nhưng mà chúng ta khó để nói được. Ok. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ không biết những kỹ năng mềm, ví dụ như là phỏng vấn bằng tiếng Anh này, hay viết CV, viết email bằng tiếng Anh. Còn với 6 tháng của giao tiếp thì sẽ như thế nào? Các bạn chăm chỉ và cũng với cái sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, phương pháp dạy tốt nữa, thì các bạn hoàn toàn có thể trang bị cho mình được những điều như sau. Thứ nhất là ngữ pháp cơ bản, nền tảng, thậm chí là vững chắc để các bạn có thể nói tốt. Cái thứ hai đó là kỹ năng nghe 70-80%, nghe hiểu những chủ đề thông dụng của đời sống và công việc. Cái thứ ba đó là từ vựng trong những chủ đề thông dụng trong môi trường công việc và trong đời sống. Ok, phát âm của các bạn còn được cải thiện rất là nhiều nữa. Vậy thì câu chuyện đó là sau khi các bạn học 6 tháng đó, các bạn hoàn toàn tự tin hơn về tiếng Anh của mình. Bởi vì như mọi người thấy ra là người nào mà có tiếng Anh, người nào nói tốt tiếng Anh một chút là người đấy vô cùng tự tin. Theo một cái đó là nếu như các bạn học giao tiếp trước thì chúng ta sẽ tự tin hơn, bởi chúng ta dùng cái nền tảng của giao tiếp đó để chúng ta học chứng chỉ. Chúng ta có thể học 3 tháng tại trung tâm hoặc chúng ta tự học đều rất là ok các bạn nhé. Bởi vì những chứng chỉ đó hoàn toàn là dựa vào những nền tảng các bạn đã có ở giao tiếp. Ok, và điều bây giờ các bạn cần làm đó là tìm hiểu form đề, tìm hiểu cách làm bài, tìm hiểu mẹo làm bài và sắp xếp thời gian của mình. Ở trong quá trình mà các bạn học giao tiếp ở trung tâm nữa thì người ta sẽ còn chỉ cho bạn về những kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp trong công việc, kỹ năng phỏng vấn tiếng Anh và kỹ năng viết CV, viết email nữa. Đó, thì chúng ta hoàn toàn tích hợp được ở trong cái giao tiếp.
Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chốt tại sao nên học giao tiếp trước. Nếu như 3 đến 6 đến 9 tháng nữa mà các bạn cần chứng chỉ thì tất nhiên các bạn phải ưu tiên chứng chỉ trước rồi. Nhưng nếu như 1 đến 2 năm nữa các bạn mới cần thì hãy học giao tiếp trước, bởi vì nó có thể tối ưu hóa được thời gian và tiết kiệm chi phí của các bạn. Bởi vì giao tiếp là một chặng đường dài và đích đến cuối cùng, nên nếu như chúng ta không học sớm thì rất lâu sau chúng ta mới có thể nói được. Vậy thì từ năm nhất và năm 2 chúng ta học giao tiếp trước thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất dài để chúng ta có thể practice trước khi mà chúng ta đi làm. Và khi mà các bạn tìm được một người giáo viên đúng và các bạn cũng chăm chỉ thì các bạn sẽ có niềm yêu thích hơn với tiếng Anh và các bạn sẽ tự tìm tòi để học tiếng Anh hơn. Ok, và năm 3, năm 4 thì chúng ta bắt tay vào để chúng ta thi chứng chỉ. Vậy thì ra trường, các bạn sẽ có giao tiếp được. Các bạn có những cái kỹ năng mềm trong quá trình các bạn học giao tiếp, đó là phỏng vấn và CV. Và sau đó các bạn thi chứng chỉ, đó là VSTEP hoặc là TOEIC. Các bạn nhớ rằng là 6 tháng vừa qua mình mới nói, kể cả chứng chỉ hay là kể cả giao tiếp thì đều cần sự cố gắng nghiêm túc của các bạn. Làm bài tập về nhà đầy đủ, làm thêm những bài tập cô giáo mang, cũng như là nghe thêm những tài liệu mà cô giáo đưa. Thì tất cả những điều gì mà mình vừa nói ở trên, 6 tháng đều có thể đạt được. Ok, và khi mà các bạn đạt được rồi thì các bạn hãy nhớ rằng là đừng ngủ quên trong chiến thắng, mà chúng ta phải thực hành thật là nhiều hơn nữa. And ta-da, vậy là đã kết thúc video ngày hôm nay rồi. Và mình nghĩ rằng không có cái gì là tuyệt đối cả, nên là các bạn cứ hãy nghe tham khảo nha. Và mình chúc tất cả các bạn sẽ có thể tìm ra định hướng rõ ràng cho bản thân mình, và con đường đấy là đúng đắn, phù hợp với mục tiêu của các bạn sau này, cũng như là phù hợp với thời điểm hiện tại của các bạn. And goodbye.